Vâng, chào các bác. Cái mùa này em lại ghép quả các bác ạ. Các bác phải chọn cái quả ghép nhá, nó qua cái thời kỳ rụng sinh lý rồi ạ. Vì cái quả này là cái quả hoa đầu tiên này. Đấy, nó sẽ to bằng quả trứng, trứng gà, trứng vịt đổ lên rồi. Chúng ta lựa những cái cành nào mà nó có hai quả, hai ba quả thì ta cắt lấy một quả, chúng ta tỉa không hết. Vâng, đây là những cái quả mà chúng ta đã lựa. Chúng ta cắt lấy cả cái phần cành nhá, vì chúng ta ghép là ghép cái phần cành nó vào đấy. Cái này y như là ghép nối ngọn luôn đấy, nhưng mà cái phần ngọn nó là quả. Bây giờ thì ta sẽ làm một cái nêm, chúng ta lật ngược cái quả lên nhá. Vì khi ta ghép ta úp xuống thì quả nó sẽ theo cái chiều thuận xuống. Ta lật ngược cái này thì cái cành ghép chúng ta cũng sẽ chỉ phải cắt cái nêm đằng trên thôi, vát đằng trên thôi. Thì ta vát một cái nêm này. Các bác vát một cái nêm này, vát làm sao cho cái vết vát nó thật là ngọt. Đây. Chúng ta ghép để vào những cái cây nào mà nó ít quả, hoặc những cây nào mà quả nó tán chia không đều ấy, chúng ta ghép xung quanh vào. Cuối năm bán có tiền này các bác ạ. Các bác phải chọn những cái quả nó đẹp đẹp tí nhá, quả nó có sức sống. Cái thời điểm này là thời điểm ghép rất là tốt này các này, thời tiết nó đẹp, nó không bị nắng quá, nó không bị mưa nhiều. Ta cắt bớt cho nó đẹp nhé. Vâng, em xin đi vào chi tiết các bạn. Đây là cái cành mà chúng ta em đã chọn này. Cái cành người ta ghép quả vào. Các bác phải chọn cành nó vẫn còn phải bánh tẻ nhé. Đừng chọn cành già quá, nó khó sống lắm. Cái thời điểm này là thời điểm ghép rất là đẹp. Vì cái quả nó, cái cành nhé, mọc cành mà đeo quả ấy, là nó vẫn còn bánh tẻ, vẫn còn xanh. Cái quả nó to thêm tí nữa, cành nó cũng hơi già rồi, chúng ta ghép mà không cẩn thận là có thể bị chết đấy. Ta vát một cái đường vát nêm này, vát một cái nêm thật là bén nhá, không để vết xước nào thì tỷ lệ sống nó sẽ cao hơn. Ta lựa cái cành ghép vào là cái cành khỏe mạnh. Dạ vâng, đây ạ. Các bác thấy chưa? Khi ta ghép vào cái quả nó sẽ là theo cái chiều thuận xuống dưới đất đấy, không bị ngược. Đem chỉnh sửa lại tí cho nó đẹp. Căn bản là con dao phải sắc, không thì các bác dùng cái dao cạo râu cũng được, các bác chẻ cái đũa ra các bác kẹp vào cũng rất là tốt. Bây giờ chúng ta áp nó vào và chúng ta quấn ni lông ạ, quấn ni lông thật chặt đều kín hết các vết ghép, không để nước nó lọt vào, không để sau này nhỡ mưa nước nó bị vào nó sẽ hỏng mất. Đấy, các bác quấn kín hết này, quấn đều, quấn chặt đều. Cái này thì ghép cái quả này chúng ta quấn như này chúng ta không sợ trời mưa, chúng ta chỉ sợ trời nắng thôi. Nếu mà trời nắng thì các bác nhớ là che cho nó nhé. Còn đây thì cắt một cái miếng miếng bìa hoặc là cái miếng miếng ở theo cái bao bì tải ấy, các bác đậy nó lên là được.
thắt nút nó lại cho nó chắc, cho nó chắc. Đấy, rất đơn giản, bác nào cũng thể làm được. Mà thời điểm này là làm đang đẹp. Em ghép thêm quả nữa cho các bác xem này. Cái việc ghép nhá, tất cả các ghép, cái kiểu ghép từ ghép nêm, nối ngọn, ghép quả này, thì tất cả là cái viết cắt của nó. Các bác chú ý nhá, các bác chỉ ghép quả bưởi diễn thôi nhá. Các bác mà ghép cái quả bưởi khác ấy mà nó không, cái chu kỳ sống của nó không đến Tết ấy, thì qua rằm trung thu nó sẽ chín và nó sẽ rụng. Đấy các bạn. Thường thường là ghép quả bưởi diễn là tỷ lệ sống cao nhất. Bác ghép quả bưởi da xanh chẳng hạn thì tầm tháng 9, tháng 11 nó chín chẳng hạn, có thể đến Tết nó cũng chả rụng đâu, nhưng mà thường thường những quả bưởi khác nó đến qua trung thu ấy là nó sẽ chín, đường chẳng hạn là chín nó sẽ rụng. Đây là ghép mình lấy quả để bán, còn nếu mà lấy quả chơi cây cảnh, chơi cây thì mình, cái cây nó phải mình có thế từ trước rồi thì mình ghép được cho nó đẹp. Rất nhanh, các bác mà lựa mà cắt vát nêm sẵn đấy, một ngày các bác ghép được rất là nhiều quả đấy ạ. Bác nào mà chưa biết ghép ấy thì bác phải làm thử trước nhé, đừng các bác để cho nó thành công đó các bác mới làm đại trà, không các bác làm đại trà nên lúc nó không thành công ấy, mà chưa kinh nghiệm ấy, nhỡ đâu nó